Và thí sinh bước ra đây sẽ là người không thuộc top nguy hiểm. Ai trong ba thí sinh? Người này tới thời điểm này hiện tại đã có cơ rồi. Và đó chính là Ngọc, Ngọc Sơn. Mình yêu thích nhất là ca sĩ Tóc Tiên. Một cô gái rất là cá tính và gợi cảm. Và không những thế, chị còn sở hữu một giọng hát rất là khỏe. Chị nhảy không khác gì một vũ công chuyên nghiệp. Và biết cách thu hút khán giả. Khi tập bài rất là mất tập trung. Nhìn người ta không mà chị không có lo bài mình. Và nhiều khi thuộc bài người ta và bài mình không được. Không những mắng mình mà chị còn tép vào tay mình. Ủa, em đâu có trẻ con đến mức độ mà bị tép tay thế. Và mình luôn nghĩ là đây như là người mẹ thứ hai của mình hay sao ấy. Tuần trước quả thực là một sự bất ngờ đối với mình và cả chị Lịch. Mình đã được ban giám khảo cho 3 điểm 10. Là một cái động lực nhưng đồng thời cũng là một cái áp lực cho mình. Và mình phải cố gắng làm sao để cho ban giám khảo thấy là mình đang ngày một tiến bộ hơn. Mình và chị Lịch đã chọn bài hát Hot của Thu Minh. Thì mình và chị Lịch sẽ nhảy hip hop. Mình sẽ đóng giả thành con gái và thể hiện những vũ điệu sexy. Có những cái di chuyển bằng mông, bằng ngực mà mình thì cảm thấy rất là khó làm. Mình và chị Lịch sẽ cho các bạn thấy được sức nóng trong từng điệu nhảy. Các bạn hãy cùng đón chơi nhé. Chỉ cần lo ngại chỉ những dối gian rồi sẽ phai tàn. Chỉ cần ta hòa chung nhịp tim, đập thật nhanh đừng nên lặng im. Hãy một lần cháy hết những đam mê của mình. Rồi Ngọc Sơn. Một tràng pháo tay cho Phạm Linh và Ngọc Sơn. Xin thưa quý vị là xin cảm ơn chương trình rất nhiều đã đem đến một người phụ nữ mới lạ hấp dẫn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Trường Giang và xin cho em mượn Phạm Linh lại trở về với sân khấu ạ. Xin chúc mừng phần trình diễn rất tuyệt vời của Ngọc Sơn và Phạm Linh. Xin mời nhận xét đầu tiên từ giám khảo. John Huy Trần. Cái bài này nó có cái điểm nhấn, cái màn ảo thuật là cái phần đầu và cái phần kết. Thì anh thấy cái đó nó rất là hay, nó giúp cái bài của mình sáng tạo và thú vị hơn. Nhưng anh cần cái sự sáng tạo và thú vị nằm trong cái động tác. Cái sự biên bài nó cũng hay. Lịch em biên một cái bài rất là máu lửa, rất là nhanh và rất là khó. Mà cái vấn đề là Sơn... lúc em thể hiện cái bài này, em nhảy mấy cái động tác, em phải kiểm soát cái lửa của em. Đúng là cái nhân vật của em nó phải hơi over. Và lúc nãy anh thấy cái nhân vật của em thể hiện hơi quá đáng. Và cái động tác của em nó không có sạch và nó không có rõ. Anh cần mấy cái động tác của em chắc hơn. Và coi chừng nếu mà mình diễn một cái nhân vật như vậy đó thì vừa đủ là được rồi. Nếu mà nó over quá thì anh thấy nó hơi khó xem. Xin cảm ơn anh John Huy Trần. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi nghĩ rằng là bạn có quyền over khi bạn quyết định chọn một cái nhân vật là nữ.
thì bạn phải thuyết phục được cả cái nhìn nữa. Em vẫn còn làm chưa tới, vẫn còn quần sọt rộng của một thằng đàn ông con trai nhiều lắm. Mình làm tóc tai luôn như chị Thu Minh luôn, hoặc là một cái anh nghĩ là không khó đối với những trang phục ôm bó chặt vào người, mặt của Sơn có nụ cười đẹp nữa, làm con gái cho còn đẹp nữa. Cái đó là một cái sự mình chưa dám làm tới. Cho nên là cái động tác của mình nó bị over, nó sẽ bị dễ bị đánh giá là over quá so với ngoại hình. Nếu như em là con gái thì sẽ không bao giờ có cái sự nhận xét nào khác cả. Em có quyền làm những động tác còn hơn vậy nữa cơ. Bài thi này mạnh mẽ, sôi động có. Chỉ có một cái chỗ bưng bê của em á, nó chưa được gọi là professional 100% thôi. Đó, nó còn hơi hoang mang một chút. Có những động chỗ em làm cực tốt, nhưng mà có những chỗ em lại bị thả ra. Đó, em sẽ giật tốt lại lần nữa. Nó không xuyên suốt 100%. Đó, chứ nhật có nhiều động tác là hip hop hay là những tác mạnh mẽ, nó là sở trường của em rồi. Đó, tuy nhiên, để em nối tất cả những mắt xích đó lại với nhau á, thì cái mắt xích nó chưa được rõ thôi. Yes. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Quả là hóa thân vào thần tượng thì không có dễ đúng không? Và chúng ta vẫn còn một vị giám khảo nữa. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Anh Đàm Vĩnh Hưng nhận xét là đúng đó. Nếu mà con đừng có nói là con là một cái vai nữ thì nó khác. Chú lúc nào chú không phải là chú có cảm tình rồi chú binh con đâu. Bây giờ có nhiều bạn nữ người ta con ăn bận vậy mà. Phong cách tomboy nó vậy thôi. Nhưng mà cái chủ yếu của Sơn ngày hôm nay là muốn khoe những cái nơi mà người nữ người ta cần khoe, tức là ba vòng thì con thiếu mất một vòng. Nhưng nói về cái động tác thì con theo kịp chị Lịch. Động tác rất là nhanh nhé. Chú thích cái khúc mà hai người đánh cái tay này. Dạ, rất là đẹp. Chú Trân Huy là biên đạo, cho nên là chú Huy nhìn theo một cái góc độ kỹ thuật nó dữ dằn hơn. Còn riêng bản thân của chú thì chú thấy là những cái động tác mạnh, dứt khoát, nó hơi over một chút, nhưng đối với chú nó cũng không có gì là quá đáng. Bởi cái bài này nó mạnh như vậy thì mình không làm over, mình làm gì. Bây giờ nhạc nó tan 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 tan, mày cứ đứng là vậy không là chết. Nhưng mà ráng cố gắng bứt phá hơn. Bởi vì tuần trước một cái bài mà nhận 3 cái điểm 10. Thì từ cái mốc điểm đó để nhìn thì dĩ nhiên giám khảo phải nhìn nó phải cao lên. Chúc mừng phần thi của Ngọc Sơn và cảm ơn Phạm Lịch nhé. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Và điểm của ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn. Giám khảo Trân Huy Trần. Bài biên đạo hay, câu chuyện giải trí nhưng hụt hẫng về cái phần thể hiện của Sơn. 7 điểm. Xin cảm ơn anh Trân Huy. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Xin cảm ơn anh. Và giám khảo Hoài Linh. Tôi là lúc nào tôi cũng máu cái cặp này với cái cặp kia hết. Bây giờ có over hay không over gì, những cái bước nhảy nhanh như vậy mà con vẫn làm những cái động tác đó, đối với một cái người bình thường không nhảy nhót gì này nọ mà bây giờ đi vào con vẫn đi theo chị Phạm Lịch được, với cái những cái mà lúc mà hai người bò ở dưới sàn này để cái động tác nó đều, nó cũng hơi là khó đó, nhưng mà con vẫn theo được đó. Lúc thương cái gì cũng được hết trơn á. Không, nhưng tôi thương chứ. Thương cũng phải. Ủa vậy chứ mấy bữa bị chửi đó rồi sao? Có thương được phải không? Bây giờ có hai thằng luôn, tao hỏi luôn á. Có bị tao chửi chưa? Chú mà thương rồi là chú chửi dữ lắm. Chửi banh xác luôn chứ không phải là chửi thường đâu. Đó, khán giả truyền hình nghe rõ nha. Lâu nay mọi người cứ comment đó là sao anh Hoài Linh anh ghét Hương dữ vậy. Có anh Linh anh thương lắm. Thương lắm lắm luôn á. Thương. Bây giờ mới hiểu. Mà ngày hôm nay nè, đáng lý ra đó là chú cho con điểm tuyệt đối, nhưng vì còn thương cho nên chú đánh xuống một điểm, chú dành con 9 điểm. Con là được thương nè, được nói tới luôn nè, thấy không, là hơn tụi chú luôn. Quý vị ban giám khảo ở đây, và điểm trung bình của Ngọc Sơn là 8 điểm. Xin chúc mừng bạn, và hãy bước lên chiếc cân phía trước để xem nỗ lực giảm cân của bạn tuần qua như thế nào. Cân nặng cũ 70 cân.
cân nặng mới 68,2 cân, giảm 1,8 cân, tương đương 2,6%. Và tổng điểm của Ngọc Sơn là 10,6 điểm. Thí sinh có số điểm cao nhất vẫn là Thủy Tiên và thấp nhất chính là anh Kiệt.